không biết tầm tuổi này của Dung mặc váy cưới có còn đẹp không nhỉ? Năm nay chỉ hy vọng là đạt được mục tiêu là lấy được chồng, và anh nào sẵn sàng cho em mặc váy cưới nhỉ? Riêng Hoàng Kim Dung á, không mặc áo gì đẹp bằng mặc áo giấy về vào ngày rằm mùng 1. Mày chỉ có mặc áo giấy thôi là đẹp nhất nhá. Nhưng mà dầu thế kia thì phải đi bơm vú vào, mặc áo giấy nó mới đẹp. Chứ còn đẹp như thế kia thì không mặc cái gì đẹp được đâu. Ở trên mạng TikTok này, nếu mà mày tìm chồng ý, thì để bọn tao cử ông Tần Nguyễn đến nhá. Ông ấy đang có cái viên 2 carat cần bán ý, có khi lại có tiền để lấy mày. Hai đứa mày về ở với nhau là hợp nhất. Trên mạng TikTok là chỉ có chỉ có mỗi Tần Nguyễn thôi là phù hợp với mày nhất. Còn không ai phù hợp với mày cả, bởi vì hai đứa chúng mày có bộ lão giống nhau, là có chí hướng cùng là dạy người khác làm giàu, về với nhau là hợp lý nhất.